Những ngày này, không khí hào hứng phấn khởi đang bắt đầu rộn rã trên từng nẻo đường của các địa phương trong tỉnh. Đường phố khu vực trung tâm của các huyện được trang hoàng, tô điểm diện mạo mới, tràn đầy sức sống, tạo khí thế vui tươi chào đón mùa xuân mới. Nhằm tô điểm thêm các tuyến đường chính trên địa bàn huyện Phú Ninh dịp Tết cổ truyền, huyện đã chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang, lắp đặt mới trụ đèn LED hình nấm tại ngã ba Phủ Lỗ, trang trí sửa chữa trụ đèn LED tại ngã tư khu vực trung tâm thị trấn, trang trí ánh sáng tại nút giao IC8 cao tốc Nội Bài Lào Cai. Ngoài ra, còn có nhiều điểm phục vụ người dân check-in vui Tết, du xuân. Đến nay, hầu hết các hạng mục trang trí sửa chữa đã gần hoàn tất. Thời tiết dù biết là mưa, nhưng chúng tôi cũng đốc thúc anh em để kịp tiến độ để cho khu vực huyện Phú Ninh có một cái ánh sáng Tết lung linh nhất, đẹp nhất. Cùng với trang trí các cái LED nghệ thuật thì cũng đang triển khai để trang trí các cái chỉnh trang lại đô thị như là trang trí các cái băng rôn và trang trí các cái hạng mục tại trung tâm thị trấn Mộc Châu và trung tâm các xã thị trấn. Qua đó thì tạo cảnh quan để nhân dân vui tươi đón mừng xuân mới. Tết Nguyên đán đang đến rất gần, từ thành thị đến nông thôn đều được trang hoàng đẹp đẽ. Trên các trục đường chính của huyện Tam Nông, Ban Quản lý các công trình công cộng huyện đang huy động lực lượng trồng chăm sóc các chậu hoa rực rỡ sắc màu. Khu vực trung tâm huyện được thay mới toàn bộ đèn chiếu sáng công cộng, điện trang trí dọc các tuyến đường nội thị cũng đang được sửa chữa. Đồng thời tập trung cao điểm triển khai công tác vệ sinh môi trường. Ban đang triển khai cho trồng hoa toàn bộ lại những cái hệ thống hoa ở trên cái chỗ trung tâm, và cũng đồng thời là sửa chữa những cái hệ thống đèn điện chiếu sáng và tăng cường cái thời lượng chiếu sáng vào ban đêm để cho đảm bảo là huyện đạt cái đón cái tiêu chí 17 là tiêu chí về môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Diện mạo khang trang, tươi mới sẽ tạo không khí hứng khởi để nhân dân đón Tết vui tươi, hạnh phúc. Để giữ gìn nét văn minh, mỹ quan đô thị thì cùng với trách nhiệm của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, góp phần làm đẹp thêm diện mạo đô thị, nông thôn.